Vâng, xin chào các bạn. Vậy là video clip mình đã kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm những cái video clip khác về xe Việt Nam, những cái chia sẻ phía đằng sau mình nè, thì hãy subscribe kênh YouTube cũng như là lên Facebook tìm kiếm fanpage của kênh với từ khóa XSX Automotive Photography để cập nhật những thông tin mới nhất về xe Việt Nam nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip tới. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gối nằm là Versace. Bên ngoài